thính giả thân mến, hiện nay trong khu vực Đông Nam Á, các kinh hạm 3.000 tấn Love Forming Double của Singapore cùng với JW 3.000F của Thái Lan được đánh giá có sức mạnh vượt trội. Mới đây, nhà máy đóng tàu Selenodops đã chính thức giới thiệu cấu hình chi tiết của tàu hộ vệ tên lửa Kipak 3.9 dự án 11661 nâng cấp. Chiếc chiến hạm này rất có nhiều khả năng sẽ được đối tác truyền thống của Nga tại khu vực Đông Nam Á tiếp tục đặt mua nhằm nâng cao sức mạnh hạm đội tàu mặt nước của mình. Nếu viễn cảnh trên diễn ra, có thể nói rằng phiên bản mới của Kipak 3.9 hoàn toàn đủ khả năng xoán ngôi vị trí số 1, khiến Formidable cùng với W-3000F trở thành chiến hạm hạng 2. Dựa theo mô hình trên, có thể nhận thấy lượng dạng nước của con tàu sẽ thay đổi theo hướng gia tăng do phải cổng thêm một bệ phóng thẳng đứng. UKSK của tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Calip NK cùng với tên lửa phòng không tầm trung Steel 1 Dodd. Ước tính thông số này sẽ tăng từ 2.100 tấn lên tới 2.500 tấn. Nếu như trước kia vũ khí tấn công của Kipak 3.9 không có gì nổi trội khi chỉ có tên lửa chống hạm cận âm KH-35E với cơ số và tầm bắn tương đương Harpoon, nhưng trên bản hiện đại hóa với tên lửa siêu âm 3M-54E tầm bắn 220 km, thay đổi đường bay linh hoạt ở các dải tốc độ khác nhau, năng lực diệt tàu mặt nước của Kipak 3.9 đã vượt trội hoàn toàn hai đối thủ. Không chỉ có vậy, bệ phóng UKSK của Kipak 3.9 còn triển khai được cả tên lửa gơi lôi chống ngầm 91RTE2 lẫn tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M-14TE. Đây là điều mà nhiều chiến hạm 5.000 tấn không làm nổi. Xét về năng lực phòng không hay chống ngầm, Kipak 3.9 cũng tỏ ra không hề thua kém hai lớp chiến hạm trên. 16 đạn 9M-317ME tầm bắn 50 km so với 50 km của RIM-162ESSM của JW-300F và 30 km của Aster 15 trên Formidable. Ngoài chức năng phòng không còn đổi được sang kênh đối hạm để bắn cả tàu chiến mặt nước khi cần thiết. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu lắp tên lửa 9M-96E-E2 của hệ thống JDAT thì Kipak 3.9 sẽ tạo lập chiếc ô phòng không hạm đội tầm bao phủ 120 km, tức là tương đương Aster 30. Ngoài ra, căn cứ theo cấu hình vũ khí của cặp Kipak 3.9 tiếp theo đang được thử nghiệm tại Nga, gơ lôi chống ngầm hạng nặng cỡ 533mm của nó sở hữu tầm bắn, tốc độ và đầu đạn lớn hơn loại hạng nhẹ 324mm, khiến nhược điểm về cơ số đạn chỉ là 4 quả so với 6 quả cũng có thể chấp nhận được. Rõ ràng sau khi đánh giá qua các chỉ số thiết yếu, bản nâng cấp của Kipak 3.9 ưu việt hơn hai lớp kinh hạm 3.000 tấn của Singapore, Thái Lan ở chỉ số tấn công, trong khi chẳng hề thua kém về năng lực phòng thủ. Nó sẽ chiếm vị thế độc tôn của cả Formidable lẫn JW-3000F trong trường hợp xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á. Trước đó, hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành nhà máy đóng tàu Selenodos, ông Donald Mistakov, thông báo với Sputnik rằng hai chiến hạm Kipak 3.9 sẽ được bàn giao cho Việt Nam trong tháng 9 và khoảng tháng 11-tháng 12 năm 2017. Vì sao Samura Nhật muốn điều quân đến Biển Đông? Quý tín giả thân mến, Nhật Bản có kế hoạch điều động tàu sân bay trực thăng Izumo đến Biển Đông. Tàu chiến sẽ thực hiện hành trình 3 tháng ở vùng biển này. Chiếc tàu sân bay cỡ lớn có khả năng triển khai cùng lúc 9 trực thăng trên bon là một phương tiện hữu hiệu để chống tàu ngầm. Chống tàu ngầm của nước nào? Nhà bình luận phân tích Piotr Stitov của Sputnik viết về những mục tiêu của Nhật Bản thì hôm qua quyết định gửi một trong những chiến hạm tốt nhất của mình ra Biển Đông để thực hiện hành trình dài ngày. Như được biết, tàu sân bay Izumo sẽ ghé các nước Singapore, Indonesia và Philippines rồi sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự Mỹ Ấn ở vùng Ấn Độ Dương. Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định này là một thách thức với tiềm năng ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc. Theo kế hoạch của Nhật Bản, sau khi Izumo đến Subic Bay, Tổng thống Philippines Duterte sẽ được mời lên tàu. Lời mời sẽ giúp nới lỏng các mối quan hệ của ông với ban lãnh đạo Trung Quốc, nhưng chắc là hành động này của Nhật Bản không thể làm giảm sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực này. Kết quả duy nhất mà Tokyo có thể đạt được nếu không có làn sóng phản đối kế hoạch quân sự hóa Nhật Bản là cộng đồng quốc tế sẽ ngầm thừa nhận Nhật Bản có quyền sử dụng sức mạnh quân sự ở ngoài phạm vi biên giới của nước mình. Và Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Nhật Bản trong vấn đề này. Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tokyo đóng góp nhiều hơn để thực hiện đầy đủ các cam kết trong Hiệp định về Hợp tác Quốc phòng. Có vẻ là Hoa Kỳ đã lãng quên về cách hành xử của Samurai Nhật nếu họ có quyền tự do hành động. Song các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Mã Lai, Việt Nam đều nhớ rõ cảnh khủng khiếp khi các quốc gia này bị quân Nhật chiếm đóng trong những năm Thế chiến thứ hai,
Chỉ riêng ở Việt Nam, nạn đói vào mùa thu năm 1945 đã làm chết mấy triệu người dân. Chiếc tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản không phục vụ lợi ích của các nước trên bờ Biển Đông. Chính phủ Nhật Bản muốn xem xét lại các điều khoản hòa bình trong hiến pháp, muốn phục hồi quyền lực của đất nước Samurai, có thể giả định rằng chuyến đi của chiến hạm Izumo là một bước theo hướng này. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy tại Sư đoàn 308 Quân đoàn 1 và Lữ đoàn 201 Binh chủng Tăng Thiết Giáp. Tại các đơn vị, Trung tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình xây dựng phụ trợ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác xây dựng chính quy, bảo đảm nơi ăn ở, các thiết chế văn hóa cho cán bộ chiến sĩ, theo dõi nắm sát, kiểm tra tiến độ chất lượng các công trình xây dựng, đảm bảo an toàn, sớm đưa vào phục vụ cán bộ chiến sĩ, tích cực xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp. Trung tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, các đơn vị cần tăng cường duy trì nghiêm các chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu, niêm cất, bảo dưỡng các loại vũ khí trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật chất phương tiện để sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tại sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức lễ khai mạc hội thao bắn ném bom đạn thật cho phi công là cán bộ cấp phi đội trở lên của các đơn vị không quân năm 2017. Từ nhiều ngày trước, các đồng chí phi công, thợ kỹ thuật, lực lượng hậu cần của 3 sư đoàn 370, 371, 372 đã cơ động vũ khí trang bị, chuyển sân và tiến hành huấn luyện hợp luyện, làm quen với các nội dung hội thao tại Trung đoàn Không quân 923. Trong dịp này, quân chủng sẽ tổ chức kiểm tra hai phần lý thuyết và thực hành bắn ném bom đạn thật với tất cả các dòng máy bay có trong biên chế của quân chủng, với các bài bắn đa dạng, mức độ khó cao. Từ đó chọn ra các đồng chí phi công có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ cao, yếu lĩnh động tác tốt để thực hành bắn ném kiểm tra tham gia diễn tập của Bộ Quốc phòng. Đây cũng là dịp để quân chủng phòng không không quân tiến hành kiểm tra đánh giá trình độ của phi công, tổ bay trong thực hành bắn ném bom mục tiêu mặt đất. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí bom đạn của phi công trong toàn quân chủng, rút kinh nghiệm trong các mặt bảo đảm an toàn bay, chuẩn bị vũ khí trang bị khí tài hàng không, kỹ thuật hậu cần sân bay và thông tin radar cho quá trình huấn luyện các năm tiếp theo. Tại trường bắn quốc gia khu vực 3, Tổng cục Kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức bắn nghiệm thu tổ hợp pháo 105 ly gắn trên xe Uran 432-00710. Đây là công trình do Xí nghiệp Liên hợp Z751, Tổng cục Kỹ thuật triển khai. Việc lắp đặt pháo 105 ly lên xe Uran 432-00710 là một trong những ý tưởng đột phá, không chỉ tận dụng, phát huy ưu thế của các loại khí tài cũ đã được trang bị, mà còn tăng khả năng cơ động của các khẩu đội pháo, đồng thời giảm số lượng pháo thủ, giảm thời gian thao tác chiến đấu và tăng độ bền của pháo. Điểm thuận lợi khác là do tính năng kỹ thuật của tổ hợp pháo 105 ly tích hợp trên xe Uran 432-007 không thay đổi so với pháo 105 ly đặt dưới mặt đất, nên việc tiếp cận, tổ chức huấn luyện cho khẩu đội pháo khá thuận tiện và không mất nhiều thời gian. Đây là đề tài được thực hiện theo hướng cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có trong biên chế, nhằm nâng cao tính cơ động của vũ khí, tăng khả năng phản ứng, phòng tránh đánh trả, đáp ứng với yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội pháo binh. Đề tài này có thể cho phép mở rộng nghiên cứu, lắp đặt các loại vũ khí trang bị kỹ thuật khác trên các phương tiện cơ giới, từng bước tiến tới thiết kế, chế tạo những tổ hợp phòng không cơ động hoàn chỉnh để trang bị cho quân đội, bảo đảm cho bộ đội huấn luyện và tác chiến. Tài năng lãnh đạo chính trị là một trong những điểm nổi trội trong con người Thượng tướng Song Hào. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, đồng chí Song Hào đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng quân đội, về chính trị, về giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Hôm nay ngày 20 tháng 8, tròn 100 năm ngày sinh của Thượng tướng Song Hào, mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những đóng góp to lớn của Thượng tướng với sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đại đoàn 308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam với những người lính có nguồn gốc từ nhiều giai tầng khác nhau. Trong giai đoạn mới thành lập, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, vấn đề được đặt ra
là tập hợp được sức mạnh chính trị, đoàn kết các giai tầng để mỗi người lính chuyển từ chủ nghĩa yêu nước tiếp tục được giác ngộ, soi sáng dưới con đường cách mạng. Vai trò trách nhiệm đó đặt lên vai người chính ủy chuyên trách đầu tiên, chính ủy Song Hào. Bằng tác phong sâu sát của người cán bộ chính trị, nhiệt huyết và trí tuệ của mình, ông đã từng bước xây dựng, củng cố Đại đoàn 308 vững mạnh về chính trị, củng cố sự đoàn kết thống nhất từ trên xuống dưới. Ông luôn sâu sát với từng chiến sĩ, từng mũi tiến công trước trận đánh để động viên bộ đội. Và dù ở bất kỳ cương vị nào, công tác động viên chính trị, động viên quần chúng đều được Thượng tướng Song Hào đặc biệt coi trọng và có những cách làm cũng như phương pháp cụ thể. Lúc đó cán bộ của Đại đoàn 308 thì số đông là từ Hà Nội ra, rất là quyết tử để tổ quốc quyết sinh, nhưng mà lại có những khuyết tật của cái giới tiểu thư sản học sinh. Anh Song Hào gặp chúng tôi không một chút thành kiến, không có lên án, không có nguyên tắc, không có cái gì cứng rắn cả, mà rất gần gũi, rất là thân ái, nghe chúng tôi nói cho chúng tôi nghe. Và tôi biết anh muốn đào tạo chúng tôi thành những cán bộ cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ với yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi quân đội ta phải có những bước phát triển mới cả về tổ chức và trang bị. Bằng tư duy khoa học và nhãn quan quân sự chính trị sắc sảo, đồng chí Song Hào đã đặt ra yêu cầu cụ thể hóa cách thức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Ông cho rằng phải xây dựng công tác đảng có nền nếp, hoàn thiện các điều lệ công tác chính trị từ đại đội cho đến sư đoàn, làm nền tảng để quân đội tiến lên chính quy. Thượng tướng Song Hào đã có những đóng góp quan trọng trong đổi mới và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của đảng đối với quân đội, phát triển chế độ chính ủy, chính trị viên, thủ trưởng quân sự và thủ trưởng chính trị, phân công tổ chức thực hiện theo chức trách nhiệm vụ. Cho đến nay, vấn đề này vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Các anh cứ làm công tác chính trị là theo là cái hiểu biết của mình, chưa có được một hướng dẫn ra thật là cụ thể. Thế thì nhân mới là chuyện một nửa nước được giải phóng thì như vậy là cũng xác định. Bây giờ đây là cái lúc mà chúng ta phải xây dựng nó có nền nếp. Công tác đảng ở trong quân đội cũng xây dựng thành điều lệ. Nói là điều lệ công tác chính trị từ đại đội cho lên tới sư đoàn. Thì lúc đó là làm được như thế. Vì thế tất nhiên là mọi việc công tác đều vào phải nền nếp và như thế. Thì đó là vấn đề rất là cơ bản. Có thể nói trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Thượng tướng Song Hào luôn được đảng tin tưởng, giao đảm nhiệm những trọng trách mà ở đó không chỉ đòi hỏi người cán bộ phải có năng lực tổ chức cao, tư duy chiến lược rộng, nhạy bén, mà còn đòi hỏi nghiêm ngặt về phẩm chất đạo đức, đặc biệt là về tư duy, phong cách làm việc chí công, vô tư, luôn đặt quyền lợi của đảng, lợi ích chung của tập thể lên cao hơn hết. Sự mẫu mực và tác phong công tác ấy của Thượng tướng Song Hào đã trở thành tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ noi theo. Thứ nhất, anh rất quan tâm đến việc xây dựng đảng. Anh nói với chúng tôi là người chính ủy chủ nhiệm phải trăm công nghìn việc, nhưng mà nắm lấy cái vấn đề xây dựng đảng làm khâu then chốt, giống như là cái tinh thần nghị quyết Trung ương 4 bây giờ đấy. Và điều nữa là anh rất chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, cả cán bộ quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Đồng chí Song Hào luôn luôn nhắc nhở các đơn vị là phải kiên quyết, kiên trì triệt để đập tan mọi cái thủ đoạn hoạt động trên tâm lý của địch, để bảo vệ đảng, bảo vệ cách mạng, xây dựng trận địa tư tưởng chính trị của đảng ở đơn vị cơ sở trong quân đội. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng không có sự trung lập mà phải phân biệt rõ địch ta, và khi nào nếu mà để cho chiến dịch tâm lý của địch, cái nọc độc của nó phá hoại vào cái tư tưởng cán bộ chiến sĩ thì sẽ làm có hại cho xây dựng khí tiết người chiến sĩ cách mạng. Trên cương vị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Song Hào đã có những chỉ đạo trực tiếp trong công tác giáo dục chính trị, chú trọng xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu riêng để phục vụ quân đội. Ông cũng đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị định hướng trong xây dựng quân đội về chính trị, như Xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang nhân dân, Kỷ luật của quân đội nhân dân ta, hay Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người chính ủy trong lực lượng vũ trang nhân dân. Tác phong làm việc tỉ mỉ ấy xuất phát từ tư duy khái quát và mạch lạc.
đó là tố chất của nhà lãnh đạo, nhà hoạt động chính trị tài năng. Tư duy đó cũng làm nền tảng cho chỉ đạo xây dựng lý luận quân sự cơ bản, là yếu tố làm nên giá trị bền lâu của các tác phẩm. Thì trong cái chỉ đạo về mặt công tác đảng, công tác chính trị quân đội, nhất là xây dựng quân đội, thì đồng chí Song Hào là cái người mà có rất nhiều những cái sáng kiến và những cái chỉ đạo rất là cụ thể. Đồng chí Song Hào thì đứng về cái mặt này đấy, đồng chí rất giỏi, và rất giỏi nhưng mà bằng những cái bài học để mà giáo dục cho các trường, mà giáo dục cho toàn quân. Thì cái việc này là ai cũng thấy là đồng chí là một đồng chí là có thể nói là cái công lao rất lớn đối với cái vấn đề cùng với đồng chí Nguyễn Chí Thanh trước đây, trước đó rồi, là đối với công tác đảng, tăng cường quân đội. Với cuộc đời, sự nghiệp, tài năng cùng những cống hiến lớn lao và phẩm chất cao đẹp của ông luôn hiển hiện khắp mọi nơi trong dòng chảy của thời gian và của những bước đi mới hôm nay. Năm tháng đi qua, thế nhưng những cống hiến xuất sắc về chính trị, quân sự của Thượng tướng Song Hào vẫn luôn vẹn nguyên giá trị, làm nền tảng để tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, tô thắm truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. Chương trình truyền hình của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.